Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Như tiêu đề, ở trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng thanh lý chiếc âm ly Nhật. Chiếc này do về có bị chày một chút, thanh lý giảm 2 triệu. Trong video này, Tiến Dũng cũng sell giảm giá 2 triệu cho chiếc âm ly Acouphase của Nhật. Và video này, Tiến Dũng cũng sẽ test và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số các thiết bị audio tuyển chọn vừa cập nhật tại shop. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn phối ghép, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Quý vị và các bạn cũng có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem rất nhiều các sản phẩm audio. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Video ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ giảm 2 triệu cho chiếc này do nó về bị chày, đó là Danone PMA 2000 SE. Cái dòng đàn ông bắt đầu từ chữ PMA, quý vị và các bạn hiểu đây là dòng nghe nhạc chuyên nghiệp. Còn bắt đầu bằng chữ AVR là dòng sử dụng để xem phim. Cái dòng âm ly sử dụng để xem phim thì âm thanh khi chúng ta nghe nhạc thì nó sẽ không hay. Đây là giao diện phía mặt sau của chiếc này. Đàn ông 2000 SE, điện 100V, công suất nguồn là 275W. Máy có thể chơi được 2 cầu loa từ 8 đến 16 ô và chơi loa BY. Các giắc kết nối sáng choang vàng óng. Chiếc này được sản xuất vào khoảng những năm 2009. Có ngõ Real Manpower In. Đây là đối tác rất tuyệt vời cho các dòng loa như là JBL, như là Baunir, như là Squimiga và đặc trị các dòng loa bầu cũng như là đặc trị các dòng loa B&W của Anh. Mẫu ly này hàng về có bị chày một vài chỗ như sau. Dũng sẽ quay chậm và quay chi tiết để quý vị và các bạn thấy. Đây là một vết chày rất nhỏ, chưa bằng đầu chân nha. Phía dưới này có một hai vết chày rất nhỏ. Chúng ta nhìn rất tập trung, rất tinh mắt thì sẽ thấy một vài vết chày nhỏ ở đây. Đây là những lỗi rất nhỏ. Mức giá thông thường của chiếc này là 25.500.000. Và do một vài vết chày nhỏ như vậy thì Dũng thanh lý giảm 2 triệu, mức giá chỉ còn lại 23.500.000. Anh em nào không quá cầu toàn về hình thức thì có thể sử dụng chiếc này cho nó rẻ đi khoảng 2 triệu. 23.500.000 cho chiếc Danone PMA 2000 SE. Chiếc này sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ Ultra High MOS độc quyền của Danone. Ngoài các lỗi trên ra thì tất cả đều tuyệt đẹp. Quý vị và các bạn thấy từng con ốc còn sáng choang, rất mới, hàng đấu mạng bên Nhật về. Tiếp theo trong video này thì Tiến Dũng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc đầu giải mã, đầu CD kiêm giải mã của thương hiệu Tech đến từ Nhật. Đó là chiếc đầu CD Tech Modern VRDS25XS, chúng ta đọc là 25XS. Đây là một chiếc đầu dòng high-end cao cấp của thương hiệu Tech đến từ Nhật. Mặt phanh nhôm, sáng choang, vàng óng. Chiếc này về với đầy đủ phụ kiện, bao gồm là chân chén, 4 cái chân chén, remote zin và dây nguồn zin. Đây là một chiếc đầu CD kiêm giải mã. Chúng ta có thể kết nối cổng optical, tức là cổng quang từ TV Ethernet vào đây để giải mã cả âm thanh từ TV. Có thể kết nối đến các nguồn nhạc âm thanh số thông qua cổng Coaxial hoặc là cổng optical. Thiết bị này xuất ra ở hai cổng, cổng RCA và cổng ba lăng. Chúng ta có thể truyền dẫn đến cùng một lúc hai dàn âm thanh. Nhận tín hiệu optical là cổng quang vào đây. Chúng ta có thể sử dụng thiết bị này để đọc đĩa CD và nghe nhạc online từ TV Ethernet hoặc hát karaoke. Đây là remote của máy, remote zin theo máy. Chúng ta sẽ chuyển sang chế độ giải mã từ TV. Đây là âm thanh từ TV. Lưu ý với quý vị và các bạn, với Tech 25XS thì nếu không có remote điều khiển từ xa thì sẽ không bật được qua chế độ giải mã. Cho nên cái remote này nó rất quan trọng đối với chiếc đầu đĩa này. Mức giá làng của chiếc này là khoảng 35 cho đến 36 triệu. Thì Dũng phục vụ quý vị và các bạn với tình trạng riêng nguyên bản đầy đủ phụ kiện như thế này. Mức giá 34.500.000. Đặc biệt hơn nữa thì Dũng sẽ dành riêng cho sản phẩm này một bộ quà tặng. Đó là một bộ dây ba lăng Pro-N của Ý, chỉ giá 500 và một dây quang để kết nối từ TV Internet. 34.500.000 thì Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc thì anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển cho chiếc này đi các tỉnh khoảng 300.000.
Phía bên đây là hai chiếc âm ly. Chiếc ở phía trên đó là Lussmann model L309V. Đây là một chiếc âm ly rất nổi tiếng của thương hiệu Lussmann đến từ Nhật. Chiếc này hàng đấu mạng về từ Nhật. Máy tuyệt đẹp. Mặt phay nhôm màu hong vàng. Máy này sử dụng 4 sò Toshiba chữ đỏ. Vỏ gỗ zin theo máy. Điện 100V, công suất nguồn là 350W. Đây là đối tác rất tuyệt vời cho hầu đa các dòng loa JBL tờ bát 40cm đổ lại. Mức giá của chiếc này là 29.500.000. Sử dụng bao zin, bao đúng hàng Nhật xịn. Phía dưới này là một chiếc âm ly nữa đến từ Nhật. Chiếc này thì dùng sale giảm 2 triệu. Đó là chiếc Acouphe model E303. E303 là một chiếc âm ly phân khúc giá bình dân của thương hiệu Acouphe lừng danh đến từ Nhật. Mặt phay nhôm màu vàng, hai đồng hồ VU. Chiếc này sử dụng 8 sò sắt, điện 100V. Chiếc này điện đa cầu và công suất nguồn là khoảng 280W. Mức giá thông thường, mức giá làng của chiếc này là 34 triệu. Mức giá thông thường Tiến Dũng phục vụ là 33 triệu. Và trong video này Tiến Dũng giảm mà chỉ còn lại là 30.500.000, tức là giảm 2,5 triệu cho chiếc này. 30.500.000 cho chiếc Acouphe model E303. Phía trên đây Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cặp loa. Đó là JBL model L112. Đây là một cặp loa rất đáng chơi của thương hiệu JBL đến từ Mỹ. Cấu tạo một loa bass loại 30cm, một loa mid giấy và một loa chép đô. Phía mặt trước là hai nút tinh chỉnh. Đây là một cặp loa rất nổi tiếng của thương hiệu JBL đến từ Mỹ. Cặp này cho âm thanh theo góc nghe của Tiến Dũng, tiếng của nó tốt hơn cặp L100 Century. Đây là ý kiến cá nhân. Bass của nó sâu hơn, chép của nó sáng rõ hơn. JBL model L112 với tình trạng hàng Mỹ về, zin nguyên bản, loa tuyệt đẹp. Cặp này Tiến Dũng phục vụ quý vị và các bạn với mức giá 31.500.000. Đây là e-căng của loa, e-căng bằng lưới vải màu nâu. Tương tự như vậy thì bên đây có một cặp nữa, đó là JBL model L112. Cặp này cũng tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp, y như cặp kia, không khác gì hết. Phần thùng loa được hãng trang trí bên ngoài bằng gỗ lạng màu bánh mật. Trong việc chơi âm thanh, anh em thường gọi đây là màu bánh mật bởi vì nó hơi sậm màu hơn. Đây là một trong những cặp loa sử dụng để nghe nhạc chuyên nghiệp rất hay. Tiếng của nó mềm, sâu, chép sáng rõ. Tất cả với tình trạng zin nguyên bản, loa tuyệt đẹp. Với cặp loa JBL model L112 màu bánh mật thì Dũng phục vụ quý vị và các bạn với mức giá chỉ 30.500.000. Ở đây anh em sẽ thấy hai màu sắc của nó khá khác nhau. Bên đây là màu vàng cánh gián, còn bên đây là màu hơi sậm hơn. 30.500.000 cho JBL L112 màu bánh mật và 31.500.000 cho cặp loa JBL thùng màu vàng. Phía trên đây Tiến Dũng còn có những các sản phẩm như là loa bow 3L1 series 3 vỏ đen, vỏ vàng. 3L1 series 3 vỏ vàng mức giá 16 năm, vỏ đen mức giá 13 năm. Các dòng 6L1 series 3 màu đen 42, màu vàng 48. Các dòng HPM với mức giá chỉ ngoài 20. Các dòng 4425 MK2, vân vân. Rất nhiều các sản phẩm tại shop Tiến Dũng Audio đều được tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Với các chế độ hậu mãi, bao zin, bao đúng hàng bãi xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng cho tất cả các sản phẩm hàng bãi. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào và xin cảm ơn.